10 tháng 1 năm 2022, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang tiến hành điều tra hành vi cướp xe taxi của hai đối tượng cùng trên địa bàn thị xã. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trương Văn Tân ở phường Phú Thứ và Trần Duy Tuấn Anh ở phường Minh Tân cùng trên địa bàn xã Kinh Môn. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 1, Tân sử dụng xe máy chở Tuấn Anh đến khu vực ga Phú Thái, huyện Kim Thành, thuê xe taxi sang Kinh Môn đón người. Sau khi đón Tân, hai đối tượng yêu cầu tài xế đưa đến khu vực vắng người ở khu dân cư Thượng Trà, phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn. Sau đó sử dụng dùi cua điện và súng nhựa đe dọa, khống chế lái xe để cướp tài sản. Lợi dụng khi các đối tượng điều khiển xe bị chết máy, tài xế đã đập cửa thoát ra ngoài. Khi bị chống trả và thấy có người dân nên hai đối tượng đã bỏ chạy. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, Tân và Tuấn Anh đã đến công an thị xã Kinh Môn đầu thú.